Không phải, anh đang thở nước ngoài à? Tới đây. Cởi. Được lắm, tên thái tử cha này. Về nhanh như vậy là do cậu hai chịu không nổi nữa. Nói không chừng Hạ Thu Hoa còn đang đợi cao kỳ vọng của cô. Cô không dám hy vọng xa vời rằng có thể phát sinh gì đó với Hạ Thư Hoa. Cô chỉ mong có thể sống yên bình mấy ngày mà thôi. Giấc mơ đẹp của cô mới được có một ngày đã bị sự trở về đột ngột của Mộc Thanh Nhượng đánh vỡ. Khoan đã. Thanh Nhượng, chúng ta về đi. Đây là phòng của người khác. Được không? Sao dư niệm về phòng lâu thế nhỉ? Dư niệm, em bị thương rồi. Cậu là ai? Còn cậu là ai? Tình hình gì thế này? Hai người cùng mắt trí nhớ, hai mắt chứng mù mặt vậy. Cô nói cho cậu ta biết tôi là ai? Ai mất trí rồi đó hả? Chẳng lẽ nói ra ba từ Mộc Thanh Nhượng khó khăn tới vậy à? Học trưởng, anh ấy là Mộc Thanh Nhượng. Dĩ nhiên anh biết cậu ta là Mộc Thanh Nhượng. Không phải cậu là bạn trai chị gái em à? Anh nghe nói người cô em sắp gả cũng mang họ Mộc. Đây là chuyện riêng của cô ấy, cậu không có tư cách hỏi nhiều. Dư niệm xuống đi. Học trưởng, anh quản hơi nhiều rồi đấy. Em chỉ là loại người đó. Thư Hoa. Nhớ sư phụ nghiền ít thuốc. Vâng, con đi ngay. Chú Tô, việc này cho người ngoài vào từ lúc nào thế? Thằng bé từng là đệ tử của tôi, về nước ở vài ngày rồi đi ngay. Sư phụ. Chú Tô, nếu chú Tô thiếu người thì có thể nói với tôi. Già rồi, không sống được bao nhiêu năm nữa, cậu nghĩ tới những người và chuyện trước kia. Cậu dịu dàng với con bé chút. Cô bé đó yếu ớt lắm. Vậy ư, tôi thấy sức khỏe cô ấy rất tốt. Đáng ghét, thả tôi xuống. Đi sao? Theo ta vào đây. Sư phụ, tại sao chứ? Rõ ràng là tên họ Mộc đó quá đáng. Dư niệm còn nói với con, cô ấy không chịu nổi, bị hắn giày vò nữa. Nón nón, anh có đặt hàng ở phía đông thành phố. Em tìm địa chỉ này rồi lấy giúp anh với. Anh, đi mau. Hừ. Đóng lại. Quỳ xuống. Không biết tại sao sư phụ lại phạt con. Con tưởng ta già nên hồ đồ rồi. Không nhìn ra lý do con khiêu khích hắn. Thư Hoa, đừng chọc vào hắn. Sư phụ, vừa nãy con nhất thời bồng bột. Thằng bé này cực kỳ nghe lời. Sinh trong khu vực thành Tây, ngự long hỗn tạp này, mà vẫn duy trì được tính cách ôn hòa, giữ lại đúng là hiếm có. Nhưng duy nhất một điểm đó là, trong Hạ Thương Hòa ôn hòa thanh thoát, trên thực tế tầm tư quá sâu. Thanh Nhượng, em khi thích một người. Sư phụ. Nếu cậu ta thực sự thích, thì đã không để dư niệm đứng ở đầu sóng ngọn gió. Nếu là người phụ nữ của con tuyệt đối sẽ không để cô ấy bị người ngoài bàn tán. Dù là nửa câu. Mọi người đều có cách sống riêng. Mộc Thanh Nhượng không phải người quan tâm tới cái nhìn của người khác. Cậu ta sống thoải mái hơn con nhiều. Từ bé con đã luôn đứng đầu, đối xử với ai cũng tốt, lễ độ khiêm nhường. Thực ra con quá để ý đến cái nhìn của người khác, sống vậy mệt mỏi lắm. Dĩ nhiên cậu ta sống thoải mái hơn con rồi. Cậu ta là người thừa kế duy nhất của nhà họ Mộc. Có tiền có thế,
nên muốn làm gì thì làm. Còn con thì sao? Con chỉ có thể dựa vào bản thân mình. Chuyện này là sai ư? Đây người khác công nhận con có vấn đề ư? Oan khí trong lòng con quá nặng, quá coi trọng được mất. Ta nghĩ cho con học y để mài dũa tính cách này nhưng vô ích. Giờ con học tài chính gì đó, đúng là như cá gặp nước. Giờ cánh con cứng cáp rồi, tao cũng không quản nữa. Ở đây 2 ngày nữa, rồi về Mỹ đi. Về đó rồi muốn làm gì thì làm. Sư phụ, con mới là người chăm sóc cho sư phụ khi về gia. Sư phụ thiên vị Mộc Thanh Nhuận tới mức đó sao? Sợ ư? Có gì đáng sợ đâu chứ. Dù sao con cũng là người nhà họ Mộc. Câm miệng. Không được nhắc tới nữa. Thưa hòa, người bình thường có cái tốt của người bình thường. Ta đã xử lý cho Mộc Thanh Nhượng biết bao vết thương. Chẳng lẽ còn không biết có mấy lần còn ta sống sót từ cái chết. Ta chỉ muốn con tiếp tục sống thật tốt. Không phải ai cũng có vận may tốt như vậy. Cảm ơn sư phụ chỉ dạy. Thưa hòa hiểu rồi. Đứng dậy chút đi. Mời vào. Bác sĩ Tô làm phiền rồi. Tiểu giả, có chuyện gì ư? Cậu chưa nói cô Dư Niệm ở trong này đã gây thêm phiền phức cho ông. Để bồi thường, cậu chủ tặng một bộ dụng cụ gia đình mới. Cái gì mà phiền với không phiền chứ, không cần khách sáo quá đâu. Tôi đã mua xong cả rồi, giờ đang đợi ở ngoài cửa. Còn nữa, cậu chủ muốn chuyện chiếc giường cô Dư từng ngủ đi luôn. Lại chơi trò gì nữa vậy? Chẳng lẽ đợi Dư Niệm ngủ trên chiếc giường cổ đó sẽ ngon hơn ư? Thái tử gia nói rồi, tiền không thành vấn đề. Chúng tôi có thể bồi thường cho anh theo giá trị cao nhất thị trường. Chiếc giường này nhất định phải được chuyển khỏi tứ hợp viện. Đốt rồi. Đốt rồi. Tại sao anh lại làm như vậy? Tôi chỉ đốt một chiếc giường thôi. Cô phản ứng lớn như vậy. Nếu tôi đốt người đàn ông đó, thì cô sẽ thế nào? Cô sẽ thế nào? Cô sẽ thế nào? Điên quá, cô không nên ở trong tứ hợp viện. Cô không nên tham lam muốn ở bên Hạ Thu Hoa thêm một lát. Chuyện này chẳng khác nào gây thêm phiền phức cho anh. Anh đang đùa hả? Chẳng buồn cười tí nào cả. Không vui. Mẹ kiếp, ai mà vui cho nổi cái tên biến thái này. Đang yên đang lành đi đốt giường của người ta. Bảo sao Dư Điến không thích anh. Mẹ kiếp, người bình thường ai mà thích anh cho nổi. Không, nhìn thấy anh đẹp trai thế này, em rất vui, cực kỳ vui, thật đó. Chỉ cần anh vui là được. Em đói quá, anh có đói không? Đói. Vậy thì đi ăn. Đẩy. Không phải đói bụng, muốn ăn gì đó ư? Tôi đang ăn. Nhưng mà tài xế vẫn đang ở đây. Vào phòng ăn cơm. Người này đúng là không dễ đối phó. Dù sao cũng phải cố gắng, có còn trước hôm lễ, rồi chuẩn đi mới được. Ăn no rồi chứ. Ăn no rồi là có thể để anh thưởng thức chứ gì. Chưa. Em mong muốn ăn thêm một bát nữa. Chờ chút, làm phiền chú Văn rồi. Khoan đã. Bỏ cho cô ấy một bát to. Người đàn ông này đúng là ác độc và nhỏ mọn. Chỉ vì là mắt hứng của anh ta, nên anh ta liền nhân cơ hội này chỉnh mình. Chú Văn, trong nhà không có bát lớn hơn ư? Cái này mà cũng gọi là bát to. Nhà Mộc trông giàu có như vậy mà ngay cả một cái bát to trông ra chén một chút cũng không lấy được ư? Không phải sắp phá sản rồi đấy chứ? Chiếc bát này là chiếc lớn nhất trong nhà bếp của cậu chủ rồi đấy à? Lấy chìa khóa, chiếc bát lớn Thanh Hoa Càng Long phía sau tôi tới đây. Vâng. Hả? Khoan đã. Em ăn no rồi. Vâng.
Đây là chuyện chính rồi. Đứng dậy đi. Hả? Hả? Em, cơ thể em yếu. Tôi sẽ dịu dàng. Tôi không thích người khác chạm vào đồ của tôi. Mẹ ơi, đời này bà mình phải trả lời thế nào đây? Đâu thể nói là cứ qua một bên được. Bà đây đâu là cái thá gì? Làm vậy không phải là tự rước lấy nhục ư? Mỗi ngày Nam Thành đều có rất nhiều người chết do sự cố. Chỉ bằng anh em lại là xong. Đây là uy hiếp. Với thủ đoạn của Mộc Thanh Dương, tùy tiện tìm một lý do sắp xếp cho Hà Thu Hoa không có bất cứ thân phận gì là chuyện quá dễ dàng. Không, xong rồi. Ôi chứ. Không phải vừa nãy anh nói sẽ dịu dàng ư? Kéo ra. Xem thích đội nào. Ai mà thích thứ đồ này chứ? Đằng sau sẽ không chỉ có còng tay thôi đâu. Mộc Thanh Nhượng, cái tên biến thái này. Sáng hôm sau. Tên biến thái đó sẽ sớm ra đã chết ở đâu rồi. Chào buổi sáng cô chứ. Mộc Thanh Nhượng đâu rồi? Sáng hôm nay cậu chủ đã ngồi trên cờ bay tới Italy rồi. Thái tử gia bảo cô, vậy thì gọi điện cho cậu ấy. Có gì mà gọi, tôi đâu có lời nào nói với anh ta. Chẳng lẽ lại muốn nghe kể chuyện à? Anh ta 3 tuổi hay 4 tuổi thế? Dư niệm. Cô Dư, tôi đã gọi giúp cô rồi. Alo, sau này cô dùng chiếc điện thoại này liên lạc với tôi. Ăn phím 1 chính là gọi vào số riêng của tôi. Không có chuyện gì thì đừng làm phiền tôi. Vâng, Thái tử gia. À không, Thanh Dượng, em nhất định sẽ không làm phiền anh. Im lặng 3 phút. Alo, không nói chuyện thì cúp. Có chuyện gì à? Không có gì. Lần này anh đi mất mấy ngày? Nhớ tôi hả? Đêm qua vẫn chưa cho cô ăn no à? Quen, điều dưỡng cơ thể cho tốt. Cúp máy. Tớ đang định tìm cậu, thì cậu đã tìm tớ trước rồi. Phí Đức Mỹ gọi điện cho tớ, nói rằng bé cưng có chuyện gấp tìm cậu. Xảy ra chuyện gì rồi ư? Không phải bác sĩ đã nói với tôi, với tớ là bệnh của thằng bé đã được khống chế tốt rồi ư? Cho dù có đợi 1 năm, cũng không thành vấn đề mà. Sẽ không có gì thay đổi đấy chứ. Tớ còn chưa nói hết câu mà. Tớ hỏi rồi, không có chuyện gì gấp cả. Chỉ là sắp tới sinh nhật thằng bé, muốn cậu quay về cùng nó đón sinh nhật. Sao tớ lại quên ngày sinh của cúng con chứ? Tớ vẫn luôn nhớ rõ mà. Tớ mua quà từ lâu rồi để đến ngày sinh. Tớ biết thằng bé muốn tớ ở bên nó chứ. Quà có tốt thế nào chăng nữa cũng không bằng có mẹ ở bên mình cùng đón sinh nhật. Không có ba, thằng bé vốn hiểu chuyện sớm, những đứa trẻ khác nhìn thấy gì cũng rồi, thằng bé lại không hề mở miệng đòi tớ bất cứ thứ gì. Khó có được một lần nó đòi tớ lại. Niệm niệm. Ê, không nói nữa, tôi đi rửa mặt đã. Cô Dư đúng không? Có người muốn gặp cô. Còn tưởng là mặt hàng gì, thẩm mỹ của em trai này đúng là trước sau như một. Là Mộc Thanh Nhiễm, chị gái không có quan hệ huyết thống với Mộc Thanh Nhượng, cũng là con cái nuôi nhà họ Mộc. Bóc người đẹp hơn chị cô nhiều, chắc độn đúng không? Một khi em trai tôi đã thích ai, thì sẽ cưng chiều người đó hết mực. Trước đây là Dư Liến, chết rồi chứ không thì có mà chịu hết nuốt hết cái.
Giờ lại thêm cô nữa, em gái dự đến. Chẳng lẽ cô không biết cô nhỏ của cô mới là vợ sắp cưới của nó à? Gì à, có phải con người bước vào tuổi trung niên thường lắm đời không? Bà chủ trọ của tôi cũng y như vậy. Uống nhiều thuốc, tĩnh tâm vào. Uống vài liệu trình sẽ thấy không dễ phiền đâu. Nhìn cái gì cũng thấy ngứa mắt nữa. Phụ nữ như cô, tôi gặp đây. Đôi phải phi lợi với cô. Nói thẳng đi, muốn bao nhiêu tiền mới bằng lòng rời xa em trai tôi? 100 vạn. Nếu không vừa ý thì có thể nói thẳng. Hôm nay tôi đem đủ chi phiếu, thậm chí có thể trả thẳng bằng đô la. Cô coi tôi là hạng người gì thế hả? Tôi là người có thể dễ dàng mua chuộc bằng số tiền này ư? Tính giống hệt chị cô ta. Anh ấy là tình yêu cả đời của tôi, phải thêm tiền. Thêm bao nhiêu? 100 triệu đô la Mỹ. Thằng kinh, cho cô chút mặt mũi mà nghĩ mình oai lắm hả? Trả cô tại lại cho tôi, anh thầm ném xuống biển. Vâng. Giờ Thanh Nhượng đang ở nước ngoài, để nó về chắc cô cũng bị cá ăn gần hết rồi. Tới lúc đó, Thanh Nhượng chẳng lẽ lại vì một thứ đồ chơi mà làm gì tôi? Đường viết cũng vô dụng. Lúc đầu chị cái cô tỏ sáng như thế, tới cuối cùng không phải vì không nghe lời mà không có cái cuộc tốt ư? Khiên ra ngoài. Vâng. Khoan đã. Chị đâu cần ra tay xử lý chết cô ta bận lắm. Sao mềm lòng hả? Quên chuyện cô khóc lóc gọi điện cho tôi rồi. Tôi đang ra mặt giúp cô, khiến cô ta biến mất khỏi thế giới này, xử lý sạch sẽ một mối phiền phức. Chị còn phải người phụ nữ này, cậy Thanh Nhượng yêu chiều cô ta nên mới không biết lớn nhỏ với chị ư? Nếu Thanh Nhượng không yêu chiều cô ta nữa, thậm chí còn ghét bỏ, vậy không phải càng thú vị cho cô ta nếm thử cảm giác sống không bằng chết? Vậy thì giao cho cô đấy. Cảm ơn chị. Nếu cô ta vào phòng băng ở thành Tây. Xem kìa, chỗ này có một cực phẩm. Khuôn mặt nhỏ nhắn kia thực sự khiến người ta muốn tàn nhẫn nhào nặn. Vừa nãy nhặt được ở cửa, tôi còn tưởng là rác chứ. Ai mà ngờ, trong túi là một đại mỹ nhân hoạt sắc xinh hơn. Đừng tranh giành, đợi tôi trước. Đừng làm động nữa, chỗ này có bao nhiêu sói đang đợi ăn thịt. Chơi chết thì không còn thú vị nữa. Từng người môn. Tôi liền thập ác độc, dùng cách âm hiểm này để chỉnh cô. Chỉ cần cô ở chỗ này một đêm, cho dù cô có mạng sống sót trở về, thì với cá tính của Mộc Thanh Nhượng, chỉ sợ phải đích thân thiêu sống cô mới cảm thấy sạch sẽ. Anh đọc vào tôi thử xem, Mộc Thanh Nhượng sẽ thiến anh đó. Khi anh cả đời không thể làm đàn ông. Vô, sợ quá, cô là chị của Thái tử gia thế. Không nhận ra là Thái tử gia, không cần nữ sắc, đã có khẩu vị giống tôi, thích gái mặt trẻ con. Mấy anh không sợ Thái tử gia hả? Nếu các anh dám động vào tôi, thì chỗ này của các anh sẽ bay màu đó. Người của Thái tử gia đúng không? Lúc đầu vì một đứa con gái mà khiến tôi tan nhà nát cửa. Mối thù này tôi vẫn để trong lòng chờ cơ hội báo đó. Khuôn mặt đẹp thế này, cô nói xem. Cô giống ai không giống là đi giống con bé đó. Cô ta chết bao nhiêu năm rồi, không ngờ Thái tử gia lại tìm một người thay thế. Năm đó cô bé đó chẳng qua bị trúng thuốc mê thôi, mà tên họ Mộc đã đuổi cùng chí tận giết tiệt bọn tôi. Ha ha, người phụ nữ của cậu ta là người, người phụ nữ của tôi chẳng lẽ không phải người? Vợ con của tôi đều chết cả rồi. Thảm vậy ư, mẹ kiếp, số chó thế, sớm biết đã không báo danh Mộc Thanh Nhuận ra rồi. Lần này cô không chết cũng phải chết, còn chết rất thảm. Mộc Thanh Nhuận vì chị gái mà hung tàn tới mức chuyện gì cũng có thể làm ra được. Hành động càn quét đó, dư niệm có biết chút ít
Chị gái chứ thì thất thần ở khu thành Tây. Nhưng vì đứa bé, mình phải sống sót rời khỏi đây. Anh ơi, cuối cùng em cũng tìm được tổ chức rồi. Thật ra em bị Mộc Thanh Nhượng bắt ép. Em có bạn trai rồi, nhưng vì trong em giống người anh ta thích, nên em bị anh ta cưỡng bức. Mộc Thanh Nhượng không phải con người. Anh ta giam bạn trai em lại. Vì cứu bạn trai, em không thể không theo hắn. Anh à, em nhận ra được, anh là một nam tử hán. Anh cũng là một người đàn ông tốt, yêu vợ thương con. Nếu không anh sẽ không tìm cách báo thù suốt nhiều năm như vậy. Em xin anh, em thà cứ chết thế này. Hô hô. Nếu nhờ lúc này mà sẹo dùng dao đâm chết Dư Niệm. Cho cô chết thoải mái thì đúng là quá thời lương. Nhưng lúc cô cầu xin có đưa cả vợ con hắn vào, cô đang đánh cược. Người này gây thù như vậy chắc là một người tình sâu nghĩa đậm, mà người có tình sẽ không mắt điếc tai ngơ. Anh Chiếm, anh đừng quên con nhóc này. Mới vừa đấy Mộc Thanh Nhượng ra chèn ép chúng ta. Sao anh biết được cô ta có đang nói dối hay không? Dù sao thì cô ta cũng là người phụ nữ của tên họ Mộc. Trên người em không một tấc sắt, tất nhiên chị có thể lấy anh ta ra để dọa mọi người rồi. Đều là người số khổ, mọi người định cứ ép nhau cho khổ hơn sao? Được, vậy em tự ra tay, chứng minh sự trong sạch của bản thân. Đưa cho em. Sao thế, sợ rồi hả? Sao em có con dao găm đó, nên có thể đánh tất cả mọi người ở đây đến mức bò rập ư? Đưa cho cô ấy. Một con nhóc chỉ biết khóc lóc, còn có thể lật ngược tình thế ư? Lão Tam đừng sợ. Anh, nếu sau này anh báo được thù, nhớ cứu bạn trai em ra đấy nhé. Nếu anh ấy còn sống thì đừng nói với anh ấy là em đã chết. Cứ nói là em đi theo một tên nhà giàu khác rồi. Nếu anh ấy không thể sống sót. Nếu anh ấy không thể sống sót. Chôn chúng em chung một chỗ. Anh Chiếm. Đừng làm nữa được không? Không làm thì chúng ta ăn cái gì? Cả nhà đều là miệng ăn. Em không cần sống tốt, anh cứ tìm một công việc đàng hoàng. Cuộc sống vất vả một tí, nhưng anh nhất định sẽ bình an. Người phụ nữ này, từ giờ trở đi chính là em gái của tôi. Ai dám động vào cô ấy chính là không coi mặt sẹo tôi ra gì. A Tứ, đưa cô ấy đi băng bó vết thương. À, biết sợ rồi à? Anh còn tưởng em không biết sợ là gì chứ. Trẻ con nghịch ngợm, nếu rạch sâu hơn tí nữa thì em phải đi gặp Diêm Vương rồi. Cậu có thể nghịch được à? Mẹ nó, sao anh không nói sớm, giờ cần nhận cái gì? Nếu bà này không độc ác với chính mình một chút, anh sẽ mềm lòng với tôi chứ. Em đâu có biết, em nhìn thấy trong phim họ điều diễn như thế. Sống không còn ý nghĩa gì nữa, chỉ bằng đi gặp Diêm Vương cho xong. Ăn nói lung tung, chứ sao bằng người sống được. Vâng, em nghe theo anh hết. A Tứ, lá gan trà này của cậu sao có thể lăn lộn với anh em được? Nếu còn để bị dọa sợ như thế thì cứ về nhà làm ruộng đi. Nhẹ chút, cậu tưởng cậu đang quay thuốc cho đám thổ lỗ trong phòng băng à? Cảnh sát bắt đầu đột soát khách sạn rồi. Xe đồng tỉnh này chắc là đang tìm em. Anh có kế hoạch này, muốn em phối hợp. Anh, không phải anh nó muốn thu nhận em gia nhập tổ chức hay sao? Sao lại cho người của mình thế này? Em đừng sợ.
Tên họ Mộc quá già quyệt. Lần này bọn anh muốn dùng em làm mồi nhử để hắn tới phòng vân. Lúc đó, anh, các anh quá anh minh. Để cái tên đáng chém nghìn đau đó đứng đi vào rồi nằm đi ra. Nhưng mà, tên họ Mộc, gạo huyệt như vậy, anh ta có vì em tới đây mạo hiểm không? Đối với những người như bọn họ, em chẳng qua chỉ là một món đồ chơi không hơn không kém. Lúc đầu còn phải hắn vì người phụ nữ đó mà dấn thân vào nguy hiểm ư? Bị chém một đau, suýt chút nữa thì chết ở trong tay bọn anh. Mộc Thanh Nhượng từng bị chém. Chuyện anh ta bị thương vì chị Minh chưa từng nghe bao giờ. Nhưng mà em đâu phải người phụ nữ đó, em là kẻ thay thế. Không sao, hắn có tới hay không là chuyện của hắn. Chúng ta cứ sắp đặt cái bẫy này trước. Nào, ghi âm một đoạn cầu cứu đi. Lấy khí thế kêu trời gọi đất vừa nãy của em mà ghi âm. Thảm như thế nào thì khóc như thế đấy. Nếu anh ta không tới, các anh sẽ giết em ư? Không tới cũng không sao, chúng ta sẽ thả em đi. Hoặc em gia nhập băng phái của bọn anh cũng được, he he. Anh, cái tên Mộc Thanh Nhượng thật ra máu lạnh lắm. Em chỉ khóc lóc không thôi, có lẽ không ra động gì tới anh ta được đâu. Chúng ta phải kích thích lòng tự tôn của anh ta. Ví dụ như em nói thêm vài lời, kích anh ta tới đây. Được. Mộc Thanh Nhượng, em chỉ có thể làm tới lúc này thôi. Nếu anh đủ thông minh thì đừng, đừng có tới. Mộc Thanh Nhượng, em đã bị vấy bận rồi. Bọn họ nói vì năm đó anh hại chết người nhà bọn họ. Nên bọn họ muốn báo thù lên đầu em. Đừng tới cứu em nữa, cứ để em chết, chết ở phòng băng đi. À. Tên họ Mộc kia, nếu tao là mày, giờ tao sẽ đi gọi đâu, xem đầu có phải màu xanh không. Ha ha ha. Đi điều tra, con cá lọc lưới trong hành động càng quét vụ việc thuốc mê năm đó. Bắt hết tất cả người nhà còn sống sót của những kẻ trong phòng băng tới đây, không tha cho bất cứ ai. Vâng. Thông báo chuyện cơ chuẩn bị. Vâng, tôi đi sắp xếp ngay. Ngày hôm sau, Tứ Hợp Viện Thành Tây, Tô Phủ. Nói cho cậu nghe một tin vui. Cậu biết chuyện tất cả khách sạn, quán bar, hộp đêm hôm qua bị lục soát chứ? Lúc bọn tớ vào, vẫn có xe cảnh sát đang đi tuần. Bình thường cậu đâu thể nhìn thấy cảnh sát điều động lực lượng hùng hậu đến thế. Tất nhiên, tớ biết lý do, chắc chắn là do dư niệm mất tích. Nghe nói dư niệm mất tích rồi, ha ha ha. Chắc là bị bắt cóc cả một buổi tối. Nói không chừng, đã chết ở xó xỉnh nào rồi cũng nên. Chết hay chưa không biết, nhưng rơi vào cái nơi địa ngục trần gian như phòng băng, không chết cũng chẳng còn sạch sẽ nổi. Không phải tiểu tiện nhân dư niệm thích quyến rũ đàn ông ư? Đêm qua chắc chắn cô ta được hầu hạ rất thoải mái. Ai chứ? Chảy máu. Ô màu làm tôi đau đầu quá. Cậu không nói chuyện, không ai báo cậu không? Không nhìn thấy bác sĩ Tô đang châm cứu cho tớ à? Cũng đâu phải tớ làm đau cậu. Hôm nay tới đây thôi. Bác sĩ Tô vừa mới làm được một nửa mà. Ừ, nón nón, còn làm đi. Vâng. Môi trường chăm cứu và yên tĩnh tuyệt đối, bác sĩ phải tập trung hết mức để làm việc với chăm. Hai người còn nói chuyện nữa, tôi không đảm bảo sẽ chăm đúng vị trí đâu đấy. Vâng. Lần trước Du Liễn mất tích, Mộc Thanh Nhượng cứu con bé về. Du Liễn không có chuyện gì, nhưng bản thân Mộc Thanh Nhượng khắp người đều là máu. Chính là bác sĩ Tô liều mình, dùng hết vốn liếng y học mới cứu được anh ta từ quỷ môn quan về. Cơ thể của Mộc Thanh Nhượng được bác sĩ Tô điều dưỡng bao nhiêu năm nay mới có khởi sắc. Nhưng lần đây, cơ thể của anh không thể bị thương như lần trước được nữa. Nõn nõn, anh cũng phải đi rồi. Anh, ở đây thêm mấy ngày đi. Tên họ Mộc đó, dạo này đang sức đầu mẻ trán chuyện chưa niệm mất tích, không có tâm trạng xuất hiện ở đây đâu. Anh có chuyện gì hay không?
Anh ta cũng không có tâm trạng tới kiểm tra đâu mà lo. Em nói lại một lần nữa đi. Anh ta không tới kiểm tra đâu. Câu trước đó, Mạc Thanh Nhượng đang sức đầu mẹ chán chuyện Chu Niệm mất tích. Em nghe ai nói thế, chính xác không? Chắc là chính xác. Anh không thấy xe cảnh sát đi từ ngoài cửa cũng nhiều hơn à? Có lẽ là sự thật đó. Cô ấy là một cô gái yếu ớt. Không biết mấy người đó bắt cóc cô ấy làm gì nhỉ? Tất nhiên không phải do Chu Niệm đã làm gì. Chắc chắn là bị Mộc Thanh Nhượng liên lụy. Đừng đồn đại linh tinh nữa. Anh còn phải tới cho kịp chuyến bay. Em về đi. Sư phụ hình như hơi bất thường. Anh, em tiễn anh ra sân bay. Không cần đâu. Đi đi về về. Quá phiền phức. Anh thương em bị say xe. Về Tết, anh nhất định phải về đó. Quý khách muốn đi đâu? Phòng băng.